Đối với em xe thì có đi là được, nhà có ở là được. Còn để mà em dòm một người ta mà người ta có cái này, em cũng phải cố gắng để em có luôn cho nó. Nếu như mà khả năng em đạt được á thì nó không thành vấn đề, nhưng mà khả năng mình không đạt được, mình cố gắng, mình dòm rồi mình cứ lao theo nó, thấy cuộc sống nó không có ý nghĩa gì hết. Em muốn một người đàn ông như vậy thì chắc anh không phải là phù hợp với em. Giả dụ như hai vợ chồng thì không nói, mai kia có con có cái thì không không thể nào mà mình cứ tàn tàn để con cái thua bạn thua bè được. Em ơi, không có bao giờ gọi là đủ sức hết á. Giờ của có của là của cha của mẹ để có như núi mà mình ngồi ăn không, mình không làm nó cũng hết nữa. À không, tại vì đối với em đâu có ăn nhiều. Trời ơi, em không ăn. Chơi cũng không nhiều. Em không ăn mà vợ em ăn rồi con em ăn. Cái mức sống như vậy, cái tiền mình có như vậy á thì mình phải nói chung là có cuộc sống nhận dữ liệu cơm gắp mắm chứ gì, hợp lý với cái số tiền đó. Nhưng mà thí dụ như em cầu tiến, em làm kiếm tiền nhiều hơn thì không, em thật ra em đi làm thì em cũng cố gắng em làm, nhưng mà em làm là chỉ là để con có cái môi trường để mà mình làm trong đó. Giờ này mua xe hơi nhà lầu không ở đó. Nếu em đã thấy ok rồi thì em cứ ok. Nên là em muốn tìm một người bạn gái là cũng có cái suy nghĩ như vậy. Có thể cũng có. Em tính ra một phép tính là cứ một tỉnh thành là sẽ có 8 cô gái giống em. Và hiện giờ có thể là em đang đi tìm cái người giống mình. Đang đi tìm cái người giống mình.